Alo, thân chào tất cả mọi người. Thật sự là rất vui khi gặp lại mọi người trong một cái video clip tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình xin sửa một vài cái bóng đèn mà người khác nhờ mình sửa. Và mình cũng xin trả lời luôn một số thắc mắc của một số người khi mà hỏi về cái vấn đề sửa cái bóng đèn này nha quý vị. Thì mình là một người nghiệp dư, chỉ sửa bóng đèn cho vui thôi, cho nên nó là có cái gì mà sơ suất thì mong quý vị bỏ qua cho mình. Quý vị góp ý chân thành cho mình để mình sửa đổi trong các cái video clip sau nha quý vị. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sửa những cái bóng đèn này. Cái đầu tiên mình muốn trả lời với mấy bạn là có bạn hỏi mình đó, đó là cái que này nè, làm sao để có được cái que này. Cái que này thực tế ra nó không có cái gì hết trơn đó quý vị, nó chỉ là một cái đầu này là cái đầu USB nè, cái đầu sạc, cái gì sạc USB á, mình lấy rồi mình là ghim hai cái que này vô. Hai cái que này là hai cái que của cái đồng hồ này nè, cái que có đồng hồ này nè quý vị, nó bị hỏng mình đi ve chai mình lụm được á, mình mua được. Rồi mình về mình gắn vô, mình tạo thành một cái que đo 5V và nó có công dụng như thế này nè quý vị. Nè, khi mà mình là ghim vô rồi thì mình đo nè, cái gì thế nè, mình đo đỏ gì đỏ nè, nó 5V thấy chưa, đo nó 5V nè đó. Nghĩa là dòng điện nó ra 5V á, dòng điện nó ra, hệ điện thế của nó 5V, dòng điện nó ra mấy ampe thì mình không biết. Tặng người mình nữa là thử những cái bóng đèn đó, đơn giản vậy thôi. Giờ mình cũng đã có cái clip mình hướng dẫn làm cái này rồi, quý vị nào chưa xem thì lên kênh của mình xem lại ha, và mình để dưới link ở dưới video ngày hôm nay cho quý vị có thể đó là theo dõi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sửa những cái bóng đèn này nha quý vị. Đầu tiên đó là mình xin chia sẻ với như thế này nè, đây là cái bóng đèn mình đã từng sửa rồi, nó hỏng rồi, người ta không nhờ sửa nữa. Mình sửa rất là nhiều bóng đèn rồi, rất là nhiều nha. Và cái câu hỏi thứ hai là mấy bạn nói là có nhiều anh chị em, có nhiều lão tiền bối nói thì sửa một thời gian nó hỏng, thì mình cũng đồng ý với cái quan điểm đó, đó là sửa một thời gian nó sẽ bị hỏng, nhưng mà tỷ lệ hỏng và tỷ lệ xài được đó, nó khoảng đó là 40 và 60, 60 là xài được nha, 60% là xài lâu luôn á. Chẳng hạn như mình ở đây mình có đây nè, cái bóng đèn này mình sửa nè, mình xài lâu lắm mà, cái này bóng đèn này nè xài lâu lắm mà, mình thay chứ không phải sửa, mình thay từ cái mạch mà hư kia ra. Còn đây là cái bóng đèn mình đang xài, mình lấy, mình đang làm video luôn nè quý vị nè, đây nè bóng đèn này nè quý vị thấy không, mình đã sửa nè, mà giờ mình đang sử dụng nó để làm video luôn, từ đầu từ lúc mình làm video tới giờ nó chưa hư luôn nữa, bật lên nó vẫn sáng bình thường nè quý vị. Nào quý vị xem là mình bật lên nè, nó sáng kinh luôn á. Giờ đây bóng đèn này mình cũng đi sửa rồi để dành xài nữa nè, nó cũng sáng dữ lắm. Cho nên nó là cái tỷ lệ hỏng với cái tỷ lệ mà xài được nó cũng là ở cái mức độ vừa phải nha quý vị. Và rất nhiều mình sửa hôm trước giờ mình sửa rất là nhiều cho khách, cho người quen, nhưng mà họ thấy đâu có ai trả lời đâu. Có mấy bóng đèn này nè, chẳng hạn như cái bóng đèn này nè, ta trả lại cho mình nè. Và mình cũng chia sẻ luôn cái bóng đèn này thì không sửa được nữa ha, bóng đèn này thì mình thôi dục luôn đi. Nè, mình đã sửa nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, và nó không tiếp đây nè. Và bây giờ nếu như chúng ta mà cài này ra, hàng lại vẫn xài được. Nè, quý vị xem mình nè, mình đón thôi nha, còn được hay không là chuyện đó, còn hên xui nữa. Nó nằm ở cái được gọi là cái độ mức độ hên xui. Đây nó bị hỏng cái chỗ này nè quý vị, hỏng rồi nè, thấy chưa đó, nó bị nổ rồi nè. Chúng ta ấy ra, ta khử nó ra rồi chúng ta hàn lại cho một chút mỡ hàn đi cho nó dễ hàn. Rồi đây bây giờ chúng ta sẽ ghim điện vô thử nha quý vị. Đó, sáng nha,
nó sáng nhưng mà nó đứt nữa rồi. Nó đứt cái bóng kế đây nè. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đó là cử cái bóng này ra và chúng ta hàn nữa. Ok. Rồi đi điện lại. Nó sáng này không quý vị? Nó sáng. Sáng rất là sáng, rất là chó luôn. Rất là ló luôn. Nhưng mà cái độ bền nó không có còn cao nữa, bởi vì nó sửa quá nhiều lần rồi. Bóng đèn này mà đem ra xài một thời gian nó cũng đứt nữa. Giờ là 1 2 3 4 5 6 7. Những cái bóng đèn này mắc nối tiếp với nhau. Cái dòng điện nó đi qua, cái dòng điện mà nó đi qua nó cung cấp cho cái mạch ở trên này á là không thay đổi. Chúng ta làm sao đó mà chúng ta giảm cái dòng điện, cái cường độ dòng điện cái mạch này thì cái này nó xài bền được. Ví dụ như thế này nè. Bình thường thì ở đây nó có, nói chung là trong cái một cái căn phòng đi, nó có 10 người. Có 10 người mà người ta đem vô thức ăn cho 10 người đó, cung cấp cái lượng nước đi, lượng nước uống cho 10 người đó là 20 lít nước. Mà bây giờ chỉ còn lại có 5 người mà cũng 20 lít nước đó thì người ta uống người ta chịu không có nổi. Thì cũng giống như đèn vậy đó. Cái lượng nước đó còn y nhưng mà cái số người thì nó giảm đi, cũng giống như cái đèn này nói vậy đó. Thì nó sẽ đứt tiếp những cái bóng đèn còn lại, chẳng hạn như bóng này nè. Cái bóng này nó chưa có đứt nha, bóng này nó chưa có đứt nhưng mà xài thêm một thời gian nữa nó đứt nữa rồi chúng ta hàn nữa. Thì như mình thì mình có cái mỏ hàn, còn một số bạn thì không có mỏ hàn thì không có làm được. Đó, nè, vẫn sáng bình thường. Nhưng mà cái độ bền không cao thì mấy bạn nói mình cũng đồng ý vậy. Nhưng mà có những cái nó cũng bền lắm. Đó, rồi đi nữa rồi đó, thấy chưa? Đó mình chứng minh cho các bạn coi luôn á. Đó, đi nữa rồi. Đi bóng nào nữa rồi. Và những cái bạn mà chưa biết cái công dụng của cái que đo này á thì thế này nè quý vị. Thì mình làm lại cho những bạn nào chưa hiểu ha, còn bạn nào hiểu rồi thì bỏ qua giùm mình. Thì mình lấy hai cái que đo này nè, mình sẽ chập vào những cái bóng đèn này để mình kiểm tra coi bóng đèn nào nó đứt. Nếu như bóng đèn chưa đứt thì nó sẽ sáng lên. Là không được thì mình đảo đầu lại. Nó có cộng trừ. Nè. Đó. Đó, khi mấy bạn để vô nè, nó sáng nè, thấy chưa? Nó mấy bạn để vô vậy là cái hai cái bóng này nó sáng, nó nối tiếp mà. Hai cái bóng song song, còn lại nó nối tiếp với bên kia. Đó, nó sáng nè. Này thì nó với này cho nên không được. Thằng này đứt rồi nè, này đi rồi nè. Đi rồi đó. Nhà này còn cháy nè. Cháy mờ mờ, ảo ảo nữa. Cái điện mặt trời của mình nó bị chập rồi. Mình lấy cái cục sạc mình thay vô. Mấy bạn hoàn toàn có thể lấy cái cục sạc ha, mấy bạn gắn vô ha. Nè. Gắn vô mình sẽ ghim vô điện 220. Còn nãy giờ mình xài điện mặt trời mà hai cái này nãy mình đụng với nhau cái mặt điện mặt trời nó tắt thuốc à. Cái điện mặt trời nó vậy đó, mình mà chạp lửa mô phật, mình mà chạp cái là nó sẽ tắt liền rồi. Nên là mình xài điện 220 đi. Mình thời để này lên trên này đi, nguy hiểm quá. Rồi mình đo lại này đó, có đủ 5V không? Mình sẽ làm tiếp những cái bóng đèn khác. Rồi 5V. 5V ngon luôn. 5V tươi luôn. Tươi mới luôn. Đó, cháy à. Điện mặt trời nó bị có vấn đề rồi. Này cháy nè. Này đo ngược lại hay gì? Đó, cháy nè. Cháy nè. Đó, à thấy không? Này thằng này không cháy nè, thấy không? Cháy có một nè, thằng này đứt rồi nè. Nhá thằng này nè, cái gì nó cách để mà mình đo đó, còn hai này nè nó song song cho nên nó là nó qua không được nên không cháy. Chúng ta thay cái bóng tiếp tục cái bóng hồi nãy, bóng này nữa là chúng ta được, nhưng mà thôi không có sửa cái bóng đó nữa. Sửa làm cái gì khi mà nó đã hỏng rồi? Thì giống như quý vị góp ý gì đó, nó cái đó là sửa quá nhiều rồi cho nên cái bóng này chúng ta không có xài nữa. Nếu như ha, nếu như chúng ta có cái mạch này nè, cái bóng đèn nào mà nó hư cái bộ mà chuyển điện ở dưới, nó còn cái mạch này mà lấy mình thay qua đây thì nó sẽ bền ha. Và cái này mình không có dục, mình để lại một ngày nào đó mình sẽ có cái mạch. Cũng giống như cái đèn này nè quý vị, nó hư cái nào mình thay qua nè,
những cái này chưa chưa có cái lỗ này chưa có giống nhau nè, lấy cái ốc khác mình gặn gặn vô nè, mà xài nó bền, xài lâu lắm mà nó chưa hư. Nè, ngon lành luôn đó, sáng ghê luôn, sáng cả một vùng trời, sáng banh cái bản mặt của mình luôn. Rồi đó là cái chia sẻ đầu tiên của mình ha. Rồi mấy bạn cứ hàng đây nữa, bóng này cũng vậy nè, bóng này mấy bạn thấy rõ ràng mình đã sửa 1 2 3 4 5 6 giờ nó nổ hai cái bóng này luôn rồi nè. Đó, mình chập hai cái bóng này lại là cháy tiếp nữa nè, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái độ bền á, cái bóng đèn mà nó tới tuổi rồi mấy bạn sửa cỡ nào cũng hư. Còn chẳng hạn như cái mấy cái bóng mà mình mới mua về á, mà xài được mấy thời gian mà nó nổ 1 2 bóng á, mấy bạn sửa đi, xài bền dữ lắm, lâu lắm, mấy tháng trời, có khi cả năm. Có những bóng ở trong nhà của mình á, ở trong nhà chính của mình á, thì mình không xài mấy bóng này. Còn mà ở ngoài nhà bếp rồi mình xài toàn là mấy cái bóng này không à, mình thấy nó cũng ok lắm chứ đâu có bị gì đâu. Xài có bóng thì nó cũng lâu lắm, có bóng thì đưa lên chưa được gì trơn là nó cũng xi ra teo rồi. Các bạn làm nhớ cẩn thận nha, làm rút điện ra mình thì rút liền đó, nhớ cái mạch này như thế này nè, mình để đây cho nó cố định. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện lại thử, ok sáng liền thấy không, nhưng mà độ bền nó không biết có không à nè. Ok nó sáng rồi đó, bóng này còn xài được chắc được thời gian nữa, thấy nó cũng còn mới. Để đây tiếp theo, bóng này hồi nãy cái bóng này của mình, bóng này là cũng sửa đi sửa lại nữa nè. Bóng này nó có mấy bóng, mà bóng này mình mua 25.000 bóng nè, 1 2 1 2 4 6 8 10 11 bóng à, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Giờ này nó bị chỗ này nữa nè, bị sida chỗ này nữa nè, hàng cái này lại là xong. Hàng cái này lại rồi bắt lên cái bóng đèn này nè, sửa nó bền lắm quý vị, xài bền lắm. Mình sửa đâu cái chục bóng này mà bây giờ mới có một bóng hư nữa, quý vị biết sao không? Cái bóng đèn này nó không có đủ watt, nó để là 23 27 watt gì đó, nhưng mà thực tế ra nó chỉ có đó là 10 watt gì đâu à. Cho nên khi mà chúng ta tăng điện lên á, tăng cái cường độ dùng điện lên á, thì mấy bóng này nó cũng chịu nổi chứ nó không phải không chịu nổi. Chúng ta quẹt miếng này vô đây đi cho nó dễ hàng, mình không phải là cái dân chuyên hàng nữa, cho nên hàng nhiều khi nó hơi lộng cộng. Có bạn nói mình ơi hàng sao mà gà quá, ô đúng rồi, có chuyên nghiệp đâu mà không gà, chủ yếu là mình chia sẻ những cái mình biết cho những bạn nào mà giống như mình thôi, nên là gà dịch gì kệ đi. Mấy bạn mà góp ý chân thành thì mình mà cảm ơn, còn mấy bạn mà vô đám đá mình thì mình cũng không sao. Mọi người có một cái quan điểm riêng ha. Đó, sáng liền thấy không? Ok chưa? Đơn giản vậy thôi. Này nó đẩy cái nắp này vô nè. Mấy cái bóng đèn mà mua trên mạng về xài bền lắm. Đó, vậy mà nó cũng còn mờ nữa. Chưa gọi là sáng lắm. Nhưng mà thấy này nó còn chưa gọi là ok lắm. Dạ xài được lâu, thằng này xài lâu lắm à. Lý do là vậy đó, chẳng hạn như 10 người mà mỗi người người ta ăn á, người ta ăn tới là 2 chén cơm mà cho người ta có nửa chén à, nghĩa là cho có 5 chén à. 10 người ta ăn tới 2 chén 20, sau đó bớt ra dẫn cái lượng cơm đó, dẫn cái lượng cơm có 5 chén đó mà bớt ra 5 người, còn lại 5 người thì ăn vẫn chưa được no nữa. Chính vì vậy mà cho nên nó đứt phân nửa, giờ nó dụ đứt phân nửa, bây giờ mấy bạn đó là hàng lại giờ xài cũng còn bền nữa. Bóng đèn này nè, đó là nguyên lý thật sự luôn á, mình sửa rồi mình biết. Còn những bóng đèn mà tốt người ta sẽ để đúng cái số gòn đúng số watt á ha,
là mấy bạn chẳng hạn món đèn này nè, ta để đúng đúng cái món đèn muốn đường tốt nè, ta để đó là đúng luôn, nó cũng còn thấp một chút nữa chứ không phải đúng hoàn toàn đâu, cái này 30W đúng không, nhưng mà thực tế nó ra chừng 25W à, chứ vậy mà nó đứt một hai bóng quý vị xài vẫn được nha. Đó, bóng đèn này là cái bóng đèn vớt ở dưới sông nè, bóng đèn gạn đông nè, bóng đèn này nổ một chỗ nè, bóng đèn này xài được bền lắm nè, nổ chỗ này nè, vậy thấy không, nó nổ nè, nên bóng đèn này là ok nè, bóng đèn này vớt dưới sông lên nè, hy vọng là sẽ xài được. Những cái bóng đèn mà nó nổ một hai bóng nó mình dễ mình nhìn là quan sát dễ, khỏi cần phải đo bằng cái cây que kia, còn những có những cái mà nó không có là thấy được thì phải đo lấy cái cây que kia đo. Mình để mình hàng dễ mình khử chỗ này cho nó kỹ một chút, khử cho nó bóng sáng lên, cho nó lấp lánh lung linh lên, lung linh ánh trăng lên, rồi mình hàng nó dễ hơn. Bo hoài, nằm im coi, chạy vòng vòng hoài bực mình rồi đó. Rồi hàng lại nó đứt bóng gì đó, mình hàng rồi xài nó cũng một bên, nhưng mà lần hai lần ba là gọi luôn nè, không có bảo đảm nữa nè. Cái nói sao mới tôi lành chạy nô chỉ gì sao mà làm cái nó bị này kia, có sao mà nói vậy luôn. Này nó không ăn chì nữa, ăn rồi nhưng mà chút xíu sức nữa giờ chấm nó miếng mỡ hàng mới được. Dường như phải cháy chưa, chưa cháy chỗ đó, chưa ăn chì nữa. Này nè chì này chưa ăn được nữa. Còn mà không được thì mình đo cái cuối cùng, không được mình dục luôn, dùng đồ này đồ lắm mà vớt dưới sông lên, tha nó vô một miếng mỡ hàng. Nếu như mấy bạn nào mà đi ngoài đi chai hoặc là đi ngoài sông gì đó gặp mấy cái này thì mấy bạn cứ việc mang về rồi là tham khảo cách của mình làm thử, được thì ok được thôi, có mất mát gì đâu. Mình mà đi ve chai là gặp bóng đèn là mình mua để về bóng chừng ngàn hai ngàn bạc à. Có những bóng rất là tốt rồi chưa lên ha, chưa cháy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo bằng cái que kia đây, hai cái que này mình sẽ đo, này cộng này trừ, lộn lộn cực, lộn cực thì không cháy được. Vẫn không cháy ta. Không được, cái này nó quá cứng à. Muốn ghiều qua mắt thợ thì mình không có dám. Không cháy luôn. Ô cái này nó xuất luôn rồi, hàng thêm cái này nữa đi, xuất luôn rồi, hàng thêm cái này nữa, mà hàng thêm cái này nữa là không được nó thì thôi mình nghỉ luôn cái món đèn này. Cho một chút mở hàng vô. Dạ xử nó thôi. Chụp chớ. Sáng lên nào. Ánh sáng mặt trời. Rồi. Kỳ ta. Thử bằng cách kia không được. Cái lớp keo của nó quá dày à. Cái lớp keo của cái này quá dày rồi, cho nên nó là nó không có bám vô được, nên nó không có, mình không có thử bằng cái que kia được. Đèn gạn đông này hàng lại kỹ chút á, hy vọng là sẽ được, mình vẫn tin tưởng. Rồi không được luôn, đo không được cái này mới tức này chứ không có sáng được nữa.
Cái này có khi nào ba bóng liên tiếp không? Thêm bóng này nữa coi. Rồi ông nhận sức nữa. Này khi nào nó mắc ba, nó tiếp ba bóng không? Thường là nó tiếp hai bóng à. Xin lỗi song song. Có khi nào ba bóng này lượt luôn không? Cái nữa không được thì mình cho nó đi đi luôn. Chứ biết sao giờ. Bóng này bóng nhỏ. Đó mình sửa thực tế cho các bạn coi là vậy đó. Không phải lúc nào sửa cũng được. Các bạn đừng có chê cười mình là được. Rồi. Một là được, hai là đi. Rồi đi rồi. Đi quay teo rồi. Rồi, không được. Cho qua bên. Đi chết mạch không chừng nữa. Bóng đèn là lầm dưới sông lên. Đông gầm. Bóng đèn cuối cùng. Đèn to vãi cả trưởng. Ghim điện lên thôi nào. Cháy. Kêu gẹt gẹt. Ê chớp chớp. Đó nhấp cháy. Này nó bị đứt bóng rồi. Đèn này bóng đèn không có hiểu. Đèn này bóng đèn gì không biết luôn. Mở. Ừ rồi, bể luôn, bà mẹ nó. Quan sát thì chưa thấy nó hư chỗ nào, có cái kiểu này nè. Này nó hơi sát chỗ này ra. Có khi nào vô sáng cái gực gỡ. Gực gỡ một góc trời. À đất nè, bông rồi. Nhìn gì là biết rồi đó. Nhìn gì là biết chỗ nào rồi đó. Là cái bóng này nè. Này nè ha. Anh này nè. Thủ phạm ảnh á, không đâu. Cứng dữ ta. Đi đi. Rồi, bây giờ mình sẽ hàng vô. Rồi thử coi. Tèn 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 tèn. Đóng cái này lại. Quá sáng. Đó. Đó, ngon chưa? Ok chưa? Đèn bành kia luôn. Đèn này mấy chục watt không biết nữa, không để luôn. Watt quýt gì chứ. Thử lại bóng đèn này ok, nó bự thì ngon nè. Súng bự thì xài được. Đó, đó. Ok ha. Rồi như vậy là vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách sửa bóng đèn và trả lời những thắc mắc. Và đó là những lời chia sẻ chân thành của quý vị, ý của mình. Nếu như mà mình lạc có điều gì sơ suất đó thì mong quý vị bỏ qua cho mình. Còn có những cái nào mà chưa được quý vị cứ góp ý cho mình để mình làm những clip nó chia sẻ nó hữu ích hơn ha. Thì cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Thân chào quý vị và các bạn.